Xin chào cả nhà đã đến kênh YouTube Võ Thanh Hiền TV của mình nha. Thì hôm nay xin mời cả nhà theo mình quay cái dòng quay thái cả nhà, quay thái màu trắng yên đỏ ha, màu trắng yên đỏ cho cả nhà xem. Nè em nói nè, đó. Thì hôm dài mình cũng ít quay thái cả nhà, hôm nay mình sẽ quay thái quay lại cho cả nhà xem ha. Để cả nhà nếu mà yêu thích á, cái dòng quay thái này á, thì cùng xem tham khảo nha. Đó. Thì phiên bản này màu trắng cả nhà, trắng đỏ ha, rất là đẹp, màu trắng đỏ yên màu đỏ cả nhà, yên màu đỏ kết hợp với màu đen chạy phía dưới ha, rất là đẹp. Đó, quay thái 125i màu trắng yên đỏ, trắng bóng nha cả nhà, trắng bóng ha. Thì cả nhà thấy như thế nào chứ mình theo mình thấy cái màu này rất là đẹp nha, cái màu trắng này nè, màu trắng đỏ này rất là đẹp, cộng thêm bánh mâm nữa. Đó, để mình quay từ xa cho cả nhà xem, để cả nhà hình dung, cả nhà nhìn từ xa em nói như thế nào. Đó, đó cả nhà thấy cái yên màu trắng, trắng đen, đó kết hợp với màu đỏ dưới cánh bửng ha, dưới ốp lườn dàn đầu, cộng thêm cái mâm nữa thì cả nhà thấy cái xe mình nó rất là chắc ha. Đó, đây. Thì phiên bản này thì cái phuộc nó màu bạc ha, màu trắng phiên bản màu phuộc màu bạc. Còn cái xe màu xanh á, màu xanh thì cái phuộc nó lại là màu phuộc nó màu đen. Đó ha, ok. Thì cái nhà nhìn từ xa nó giống như nhìn từ trước nhìn lại nó giống như chiếc Future ha cả nhà. Nó giống như chiếc Future ha. Màu trắng này nhìn giống Future quá. Nhưng mà cả nhà nhìn xa, nhìn ngang á mới biết là quay thái. Thứ nhất là cái yên đó, thứ hai là cái lốc máy màu đen đó nha. Nó thì cả nhà yêu mến dòng quay thái này liên hệ số điện thoại nha. Thì mình để số điện thoại ở dưới phần mô tả của kênh YouTube mình á. Thì cả nhà nếu mà thật sự yêu mến hãy gọi đi, cửa hàng sẽ chốt cho mình cái giá tốt nhất ha. Đó. Rồi. Cảm ơn cả nhà. Đó, thì hôm nay mình chia sẻ lại cái dòng quay thái này để cả nhà mình cùng xem. Thì mình biết cả nhà cũng rất là yêu mến xe thái ha. Nên mình hôm nay mình làm cái clip này nè, mình chia sẻ để cả nhà mình cùng xem, cùng tham khảo ha, xem thư giãn chơi. Đó, nếu mà thật sự yêu thích thì cả nhà cứ liên hệ số điện thoại thôi. Mình chốt em nó về liền. Ok. Đây, dàn đầu em nó nè. Dàn đầu em nó thì có kết hợp màu đỏ với màu đen cả nhà. Màu đen ở trên cái mẫu nè ha. Màu đỏ thì nó bỡ nguyên cái dàn đầu với cái lườn nó. Thì em nó có cái học bên tay trái nè, cái học cũng rất là sâu ha. Rất là tiện dụng, mình để được rất là nhiều đồ nè, ví dụ như khẩu trang, nó bao tay hay là gói thuốc, mắt kiến gì rất là tuyệt vời ha. Đó. Thì em nó thì có cây kèn không à, không có đồ, không có tắt công tắc mở đèn đây ha. Đó. Đèn mặc định cháy suốt nha cả nhà. Đèn thì đèn LED ha, đèn LED. Chìa khóa em nói nè. Đó. Nếu cả nhà yêu mến thì hãy yêu mến dòng chìa khóa này, hãy liên hệ số điện thoại cửa hàng nha. Để chốt có giá để mình sở hữu được cái chìa khóa của em đó ha. Đó. Rồi. Thì mình thấy phiên bản này đẹp lắm cả nhà. Màu trắng này cả nhà rửa ra sạch sẽ, nó sang lắm. Cả nhà chạy với dàn mâm màu đen, nó nhìn cái xe mình nó cứng cáp mà nó lực lưỡng ha. Đó. Cái nhà không biết thế nào chứ mình thấy đi mâm cái xe mình nó cứng, nhìn cái xe mình nó cứng cáp mà nó buông cái đòn ra. Nè, đây lốc bên lốc mâm lửa em nói nè. Máy thì bóp nhỏ gọn thôi, nhưng mà tinh chỉnh là chạy rất là im nha cả nhà, im ru à. Phân khối thì cũng vẫn là bình thường nha cả nhà, cũng vẫn là bình thường thôi, nhưng mà tại vì cái lốc mâm lửa với cái lốc bên máy đó thì hãng đã tinh chỉnh lại, nhỏ lại, gọn lại, gọn gàng lại một xíu. Chứ mà chất lượng phân khối thì nó cũng y chang hả cả nhà, nó không có xuống ha. Đó. Rồi. Thì đây là bánh trước em nói nè. Bánh trước của chiếc quay thái màu trắng nè. Đây, đĩa nè, theo dầu Nissin. Nissin của quay thái á, là Nissin màu bạc nha cả nhà. Nissin quay thái màu bạc. Đó. Nó giống như cái chiếc Future của Việt Nam mình á, cũng màu bạc vậy á. Đó. Ha, rồi. Hôm giờ lâu quá mình không quay lại dòng quay thái. Rồi, bóp nghe rắc rắc đó nha. Nè. Nhà cảm nhận nghe rắc rắc ha. Rất là ok luôn. Nghe đã quá. Rồi, trái ga nó nhả lại nè. Bật 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 bật.
Rồi mình xin dỡ cái cớp ha, dỡ cái cớp cho cả nhà xem cái cớp của chiếc quay thái này. Đó, cản thì cản luôn màu trắng luôn nha cả nhà, cản màu trắng luôn, y chang như dàn áo ấy. Còn yên thì màu đỏ đen đó, mình dỡ lên cho cả nhà xem. Đó thì hệ thống bơm xăng điện tử đây, bình xăng đây, số sườn nằm ở số sườn nằm ở sau cả nhà, sau này ha. Đây cớp rất là rộng, đồ gạch chân nón kiến sánh hướng dẫn sử dụng, cớp sâu lắm cả nhà. Cả nhà có một chiếc quay như thế này mình để rất được nhiều đồ ha, mình đi du lịch đồ, đi chơi đi tour đồ rất là ok luôn, tại vì cả nhà biết cái cớp rộng lắm, mình để được rất là nhiều. Mình đi chợ mình để đồ vô đây thậm chí cũng được luôn đó cả nhà, cớp sâu rộng đó. Thì bây giờ hãng xe nào cũng làm cái cớp rộng cả nhà, mấy chiếc tay ga nhỏ nhỏ có cớp hết trơn, cớp rộng lắm, rất là tiện ích. Như ngày xưa cả nhà biết chiếc Future nó trên phình luôn á, Future 1 đó cả nhà, Future 1, Future 2 không có cái cớp gì hết á ha. Đó. Còn chiếc Future bây giờ cái cớp là thôi khỏi chê. Nên cả nhà thích chiếc Future là chỗ đó ha, cớp rộng rất là tiện ích nó. Rồi thì cả nhà yêu mến kênh mình á, hãy cho mình xin một like ha, và cho mình xin một cái đăng ký kênh nha, và chia sẻ cho mọi người cùng xem cùng biết ha. Đó thì cả nhà biết quay thái nó có cái bầu hơi dưới đó cả nhà, phiên bản này nó có cái bầu hơi rất là chắc chắn nè, cao lên. Còn phiên bản quay thái 2022 bầu hơi nó thấp, chạy nhiều khi cái nhà cũng sợ nó cả cả nhà. Còn quay thái bây giờ đó, thì cái bầu hơi nâng cao lên này, nâng cao lên, phần sáng gầm nó cao lên chút xíu, đó, rất là ok. Thì cả nhà nếu mà yêu mến cái dòng quay thái, nếu thật sự thích hãy gọi nha, số điện thoại để phần mô tả mình xin nhắc lại ha. Đó. Thì em nó toàn bộ đèn led hết nha cả nhà, toàn led hết luôn, từ trước tới sau luôn. Cho cả nhà nhìn cái sau nè, mình thấy cái bô của chiếc quay thái cho cả nhà, mình thấy nó quỳnh quỳnh ra đó ha, phải nó được ngay qua ra là tốt quá, hay quá, nó hơi quỳnh quỳnh nhẹ ra cả nhà. Đó sau nhìn tới mình thấy nó quỳnh ra ha. Đó thì đây là cái đát em nói nè, đây là chữ thái chỗ cái bờ cổ nè, chữ thái nè ha, đây là cái đát nằm ở dưới nè. Đó quay thái này 2023 nha cả nhà, cái đát này nó 2023 ha. Thì 2024 chưa có về ha, khi nào có xe mới về mình quay mình chia sẻ cho cả nhà xem. Thì cả nhà yêu mến hãy nhấn đăng ký kênh đi, thì mình sẽ có xe là mình sẽ quay xe mới, mình sẽ quay mình chia sẻ để cả nhà mình cùng xem cùng biết ha. Rồi thì xe gì mới là mình sẽ quay về cả nhà, mình quay mình chia sẻ lên cho cả nhà biết ha. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều ha. Rồi thì video mình làm tới đây mình xin kết thúc nha cả nhà, mình xin hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau nha. Thì cả nhà yêu mến xe gì, quay thái gì, loại gì đó, thì cả nhà cứ để lại comment đó, mà comment rõ ràng nha cả nhà, comment rõ ràng ha. Ví dụ như quay thái màu trắng yên đỏ nó 2023 bánh mâm hay là bánh câm gì, thì cả nhà comment cho nó chính xác ha, cả nhà chịu khó viết cho nó đúng, nó chính xác là mình sẽ quay, mình lựa xe đấy mình quay cho cả nhà xem. Đó, chứ cả nhà nói chung chung mình cũng không biết quay xe gì luôn á ha. Rồi thì cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Rồi hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau ha. Rồi bye bye cả nhà nha, bye bye.